Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9, Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Vũng Tàu đã tiếp nhận thực hiện cấp cứu kịp thời cho 1.070 trường hợp. Phần đông bệnh nhân mắc các bệnh lý nội khoa như sốc nhiễm trùng, hô hấp, viêm phổi, tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường, rối loạn tiêu hóa, ghi nhận cả ở người lớn lẫn trẻ em. Theo các bệnh viện, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, số bệnh nhân đến cấp cứu tại đơn vị tương đương với ngày thường và giảm hơn so với các dịp lễ khác trong năm, nhất là số ca tai nạn giao thông giảm đáng kể. Trong đó, Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu khoảng 210 trường hợp một ngày, nhưng số ca liên quan đến tai nạn giao thông chỉ 30 ca và hơn 20 ca tai nạn sinh hoạt, mâu thuẫn đánh nhau. Còn tại Bệnh viện Vũng Tàu, ngày đầu tiên nghỉ lễ, đơn vị cấp cứu cho 114 trường hợp, ít hơn so với ngày thường. Các ngày tiếp theo có tăng hơn nhưng không đáng kể. Số ca tai nạn giao thông cũng chỉ chiếm khoảng 10% tổng số ca ghi nhận.